Lâu 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 rồi mới được đi ăn với anh Will đây này. Nhưng mà hôm nay thì hai anh em mình sẽ đi ăn món nhẹ nhẹ thôi mọi người ạ. Cái sữa chua lá nếp ở Đinh Liệt ấy hình như là mình cũng có quay rồi. Nhưng mà so với cái độ ngon của nó thì quay một lần vẫn không thể nào đủ được. Lần trước mình gọi sữa chua thạch lá nếp rồi thì lần này mình sẽ gọi sữa chua hoa quả. Trông nó đẫm nhờ. Trời, lại còn vớ luôn được mẻ chân trâu vừa ra lò nóng hôi hổi. Và chân trâu này thì cốc nào cũng có rồi. Đấy, anh Will và cameraman thì vẫn ăn thạch lá nếp thôi. Và chắc chắn là cốc nào cũng không thể thiếu hai viên thạch phô mai nữa rồi. Sau đó thì họ sẽ cho một chút sữa đặc rồi là một chút cốt dừa. Và cái đó là tới phiên mình thưởng thức nào. Không phải nói nhiều, cốc của mình vẫn là đẫm nhát. Nhưng mà anh Will thì chưa ăn cái sữa chua thạch lá nếp kia bao giờ nên là mình gợi ý cho anh Will ăn cái đó. Cái viên phô mai vẫn béo ngậy và ngon gì đâu. Ông Will chưa ăn bao giờ trông mặt ngạc nhiên dã man. Mặt ông ý biểu cảm đúng kiểu cái gì cố thạch vào phô mai á. Đấy, xong ăn miếng là nghiện luôn kìa. Đầu gật như dã gạo luôn, có vẻ là thích rồi đấy. Thì mình có chỉ cho là viên màu xanh cũng là viên phô mai luôn. Anh tôi lại phải chén vội rồi. Nói chung là cái món này mình thấy là giải ngấy cực đỉnh luôn đấy. Sau đó thì mình có bảo Will là thử cái cốc của mình xem sao, vì có vẻ là nãy giờ ăn cái món kia Will cũng có vẻ thích thú với cái bát của mình rồi. Ông ấy bảo ngon mà lại còn ngon hơn cái cốc của ông ấy, vì là cốc của mình mát còn cốc của ông ấy nóng. Ôi trời đất ơi, ông ấy chưa khuấy đá ở phía dưới lên, bó tay thực sự.